ý nghĩa hai dấu chấm xanh đỏ trên trán của cặp Diệu Nhi Trúc Nhi. Rồi phòng mổ sau hơn 12 tiếng cùng với ekip gần 100 y bác sĩ giám đốc bệnh viện Nhi đồng thành phố, Trương Quang Định vui mừng cho biết hai bé gái đã được tách rời thành công. Tuy nhiên chặng hành trình để hai con có một cơ thể lành lặn vẫn còn đó muôn vàn khó khăn ở phía trước. Trở lại phòng họp báo sau khi vừa trải qua ca phẫu thuật kéo dài cùng với gần 100 y bác sĩ trong ekip tách rời hai bé gái song sinh Trúc Nhi Diệu Nhi, giám đốc bệnh viện Nhi đồng thành phố không giấu được sự vui mừng, hạnh phúc khi ca mổ đã thành công. Trao đổi với phóng viên, tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định cho biết, cho đến giờ phút này đã hoàn tất cuộc mổ. Đây được xem là thành công bước đầu của 100 người trong ekip, của tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực. Đây cũng chỉ mới là bước đầu sau khi trải qua một cuộc mổ dài như vậy. Vấn đề hồi sức rất khó khăn cho bệnh viện, chúng tôi phải chuẩn bị mọi mặt để tốt nhất cho hai bé. Cảm thấy thử thách thực hiện ca mổ cho hai bé rất lớn, không chỉ ngày hôm nay mà cả một quá trình hai bé chào đời. Bé Diệu Nhi rất yếu khi sinh xong, chúng tôi tiếp tục đồng hành nuôi nấng hai bé. May mắn hôm nay khi các chẩn đoán trước mổ về mặt hình ảnh học, kế hoạch vạch ra đều nằm trong dự kiến. Ca mổ khá là suôn sẻ dù thời gian dài, nhất là đối với hai bé song sinh. Tiến sĩ bác sĩ Định nói, theo tiến sĩ Định, trong quá trình mổ khó khăn lớn nhất là bé Diệu Nhi bị tình trạng sốc, hơi có biến chứng về thần kinh nên khi gây mê, sinh hiệu của bé hơi dao động. Xương của bé cũng cứng đi nên khi tách hai bé ra cũng gặp khó khăn một chút, việc truyền máu cho hai bé cũng không nhiều. Đến khi kết thúc ca mổ, hai bé hoàn toàn ổn định. Nói về quá trình hồi phục sau này của Trúc Nhi Diệu Nhi, giám đốc bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết, cuộc mổ ngày hôm nay chỉ là bước đầu. Về giai đoạn hồi sức nhiễm trùng sau mổ, các y bác sĩ đều hết sức chú ý, sau đó là việc tiêu hóa, tiết niệu, khép khung chậu cho hai bé. Hiện hai bé vẫn dùng hậu môn tạm, bàng quang qua da, chúng tôi sẽ phẫu thuật lại trong vòng 3 tháng nữa, còn ống dẫn lưu sẽ rút trong vòng 1 tuần, trong điều trị dài hơn. Chúng tôi phải tập vật lý trị liệu, đây là hai bé gái, còn sinh con đẻ cái về sau nữa là cả một quá trình dài. Chúng tôi sẽ theo dõi hai bé cho đến khi 18 tuổi. Tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định nói, với riêng bản thân bác sĩ, khoảnh khắc tách hai bé ra là giây phút bác sĩ Định hạnh phúc nhất. Khi tách hai bé ra, sinh hiệu ổn định, mình rất là vui mừng, bởi hai cháu sống cộng sinh với nhau trong suốt 13 tháng. Vì vậy, khi tách ra gặp nhiều vấn đề như sinh hiệu, nhịp tim, may mắn là hai bé này đều ổn định, giám đốc Nhi đồng thành phố chia sẻ. Ba dấu chấm tròn màu xanh, màu đỏ được dán trên trán của hai bé khi bước vào phòng mổ. Một số người cho rằng đây là cách bác sĩ đánh dấu để phân biệt hai bé vì Trúc Nhi và Diệu Nhi rất giống nhau. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, ý nghĩa của hai dấu chấm này không chỉ dừng lại ở đó. Nếu quan sát kỹ, chúng ta có thể thấy trên áo của ekip bác sĩ cũng có gắn hai dấu chấm xanh đỏ này. Đây là cách các bác sĩ y tá phân chia công việc trong một ca mổ kéo dài liên tục và trải qua nhiều công đoạn thao tác. Thậm chí một số trang thiết bị y tế cũng được đánh dấu bằng hai màu xanh đỏ này. Hơn 90 y bác sĩ được chia thành hai top, một dán sticker màu xanh, một dán sticker màu đỏ.